Wow. Nó nặng đến nỗi mà nó không có chịu nổi luôn á. Giống như trái giả luôn á. Cái này giống trái tim á. Đó. Từ ở trên xuống luôn. Wow. Như ớt nè. Chào cả nhà. Chào chú Bé Tê. Bây giờ thì gia đình mình ghé vô đây để mua cherry các bạn. Alo nông dân. Vô vườn nhớ ăn cho no nha. Mấy là chi đẹp. Hai cái thùng của mình đâu? Thùng đâu? Mình hái không từng thùng hả? Thì mình vô đây thì người ta cho mình hái 3 đồng một phao các bạn. Thì ăn thoải mái, ăn nhiều ăn. Đi ra thì tính tiền. 3 đồng thì khoảng... chắc cũng khoảng 50 ngàn Việt Nam một ký. Ý một phao. Coi như 100 ngàn ký. Thì mọi người xách thùng. Rồi. Để anh quay cho, em hay hái đi. Bữa nay ở đây thì trời nắng rất là nóng ha các bạn. Vô trong đi. Lúc này là bây giờ mới sáng thôi đó. Bây giờ thì mới sáng 10 giờ mà nóng đã lên tới 28 độ rồi. Rất là khô luôn á. Thì các bạn thấy đằng sau kìa. Núi non trùng điệp ha. Ở đây thì núi toàn là đá với cát. Có một lốm đốm những cái cây tùng ha. Ở đây là thuộc dạng sa mạc, một cái thị trấn hay thành phố mà nói chung là mùa hè là nóng nhất ở Canada. Thì vô đây thì cái chỗ này hồi mấy năm trước mình có hái rồi nè các bạn, đây nè. Wow, trời nữa, ngon luôn nè. Năm nay thì nói chung là chỗ nào nó cũng bị thất thu các bạn. Không có tốt như mấy năm ngoái. Mấy năm trước, chứ không phải là năm ngoái mình không có đi. Này mấy cái phe mà loại phe xám hả anh? Đây là chỗ này nhiều lắm. Tai quá trời luôn. Trái này nhỏ nhỏ không à, chưa có to. Chưa có to, mà chưa tới mùa cho hái. Rau dền kìa. Ồ, cái rau dền. Cái Việt Nam mình á, loại lá dài đó, nhớ không? Cái loại này rau dền dài á các bạn. Ghê quá trời trái nè các bạn. Cái lê này mấy mốt mình đi hái nấm á, mình xuống mình hái. Cái này em nghĩ chừng khoảng 3 tầng, 4 tầng nữa đó hay có được á. Thì cái này tới mùa chắc người ta cũng cho mình vô hái á. Đúng rồi. Nè, ở đây thì cũng trái nhiều lắm, chùm chùm nhưng mà thấy như là chưa có chín lắm. Chưa có chín. Cái màu nó chưa có đen. Anh nghĩ đó có mấy trái đen đen như vậy nè. Anh thử coi. Đó đen á mới ngon. Nhìn nó bị, con này bị hư rồi. Thì ở đây thì mặc dù nó chưa chín dữ nhưng mà nó cũng ngọt, nhưng mà có vị hơi chua. Không chua dữ nhưng mà không có thanh giống như kia, mà nó giòn, đẹp tươi á. Qua trời trái luôn ha. Ý là mùa này người ta nói là nó bị thất á. Thất mùa năm nay. Anh thấy chỗ này nó hơi đen đen nè. Trên đây nè. Đó, chỗ này là sao đây nè. Sao đây nè. Đó. Ít hơn ở ngoài kia, mình hái đùm đùm đại xuống. Vô đây cho nó mát quá hả? Nè, đây nè các bạn. Nó ẩn ở dưới cái làn cây này, em hái đùm này luôn nè em ơi. Rồi anh ăn thử coi anh chị. Ngọt á. Giòn không? Mới ngọt mà quá ngọt.
giòn nữa ha. Mấy cái trái mà nó còn tươi tươi á, ăn nó hơi chua. Đó chú nghe. Đúng rồi. Chú ai hái cũng quá trời luôn chú ai hái. Như vậy là nó còn chua nè các bạn. Lửa chết đen mà bự. Đó, nó chín. Nó có dặn á, nó không muốn mình muốn mà hái cái này nữa. Đúng rồi, nó kêu mình hái trái đen. Để dành cái này cho cái đất khao người ta tới mà hái. Nó kêu mình hái trái đen là bự, đừng hái trái nhỏ. Cái này mới ngon. Wow, chỗ này một nhánh nó quá trời trái thật các bạn. Mà nó chỉ có một vài trái đen thôi. Mình đưa trái nào đen giữ mình hái. Mình hái xong rồi đem về tới nhà nó đen không ta? Không đâu. Thì nó tươi á. Đó, một nhánh luôn. Ở dưới đây nè. Hai nhánh này là xong là hồn luôn quá. Đó, cũng có đen nhiều nè. Em hái cái cùi cái nào đen thôi. Cái em rứt hết nè nó. Cái đủ có là gì? Cái này đen nè. Nè, anh Trưng thì hái là cho quá trời quá nó màu đen nè. Quá trời nhiều các bạn. Quá trời nhiều các bạn. Đó, cái trái nó đen nhưng mà nó bị nứt rồi. Nứt là trời mưa. Quá trời không biết hái sao luôn á. Cái màu đen nhiều quá à. Dạ. Sao em lựa mấy trái nhỏ hái không vậy ta? Em hái miền trồng luôn mà. Thì bữa nay cũng còn hơi sớm các bạn, nhưng mà lại đây thì cũng có rất là nhiều người người ta vào người ta hái rồi. Ăn lã ăn ngọt ghê vậy. Ngon bác. Ngon. Ê bác hái được nhiều không? Chưa tới nửa thùng mà. Chưa tới nửa thùng. Hai thùng vậy ha. Và ông ở đây không? Ông rất là thôi chứ rất hết chồng này là cũng bộn luôn á. Nhưng mà tại như là bây giờ nó có những cái trái xanh nhiều hơn. Coi nè. Wow, quá trời đẹp. Đẹp không? Cái này mà nó chín hết ngon lắm ha. Ha. Cái này mình đi từng sao xuống là ba cháy. Cái này khỏi ăn cơm mà ăn cái này lũ ngon. Lũ ngon luôn. Wow. Anh. Ăn thử đi. Quá nè. Quá nè. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời quá đất à. Trời ơi. Trời cũng đẹp nè. Trời cũng là hết rồi. Wow, nó đẹp quá nè. Cái này trời đẹp luôn, trồng sao mà khéo dữ. Cái này đen. Cái này giống cái gì vậy? Gì? Trên video á. Ăn đi. Ngọt ha. Ngọt. Ủa thì mà phải đi xì ở đất thầy. Anh cứ dọn nhà xuống đây ở đi. Ở đây có chân dài á. Rồi, cái ngon nhất. Đây nè, một phần. Wow. Đùm đùm luôn ha. Anh. Bà nè. Quá wow, trời. À đẹp quá. Chọc tấm đây, chọc cho mình tấm đi. Cái này nó chưa có, cũng như chín nhưng mà nó chưa có chín dữ. Mà đen luôn mới ngon. Qua coi nè. Hái cái này là cũng bữa nữa. Cái này là hơn ký rồi đó. Đúng rồi. Đây nè các bạn. Nè. Quăng luôn không? Rồi, một cây này rất là nhiều trái luôn. Tại cái này chắc em nghĩ là chưa có ai hái á. Đang thôi kìa. Đi ra ngoài đó coi. Đây. Đi qua má coi mà nghe má nói đang thùi ở bển á. Đâu? Nó hái là màu đen nha. Màu đen là hái màu vàng. You know how to get there, bác. Ok, go with Aiden. Aiden hả? Aiden với Cheryl, Aiden hái cho mẹ xăm đi rồi, hãy đi. Thôi mẹ. Muốn đi rồi. Đi ra xe à? Vô trong này nè bà ơi.
trong kia nhiều lắm, chồng 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 á. Mày tới bay nha, mày cắn tao đi nha, tao cắn mày giờ mày chết đó nha. Người tao là có độc nhiều lắm à, mày cắn tao nha, đi con khác chơi à. Mấy cái này cũng còn mà. Việt Nam cắn cắn bảy bà, tao cắn mày lại à. Má đừng rứt cái lá của người ta má. Trái đen mới ngọt, còn trái nó hơi xanh, hơi nó còn đỏ tươi á thì nó hơi chua chua. Ồ, ở đây nữa nè. Đây nè. Để đất. Chi cho cực. Rồi ngồi xuống thử đi. Wow, ông đùm đây nữa nè. Dữ nó ở đâu cũng trời ơi. Thử cho mớ ăn rồi bà. Bà thử cho mớ rồi. Cái này ăn cho mớ ngon. Nói gì chứ mấy người bà vô đây mà tham tham mà hái rồi được. Thấy thấy cái nào cũng muốn không? Cái nào cũng muốn hái cái hái đồ. Dạ, mê quá thấy cái nào cũng muốn. Mê hái đầu này nhìn đầu kia rồi. Vậy thì chỗ nào hái mẹ nó đi. Cái này đó giờ đâu có ai mà ăn mà chấm muối ớt. Mấy cái chị bạn ăn hay chấm ớt đó mà mình thấy ngon. Rồi chấm canh được rồi. Nè thấy không, ba phải không? Nè. Mấy chấm ớt không má? Nè. Chấm muối ớt là nó ngọt hả? Lại đây thử nè. Ừ. Thôi đem thêm muối ớt thêm. Dạ có, ăn là cô. Không, ăn vậy không mà. Ớt ngon hơn. Ngon. Cay cay. Mặn mặn, ngọt ngọt. Phải cắn cái đầu. Thôi ơi, mũi chứ. Nói là mũi luôn. Ở đây quá trời mũi. Nói đâu có. Ừ. Các bạn nhìn thấy sao đó, đỏ 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 đỏ. Lẫn trong những cái lá cây xanh dần ha. Rất là nhiều trái luôn. Đem theo chai nước để rửa. Hôm nay trí nó nói là mũi trái nó cắn mấy mũi nó có bầu nó cắn máu nó hút về nó nuôi con nó đó. Ừ. Ra là mình phải làm phước không? Hả? Thiếu máu. Thiếu máu thì có gì đâu cả. Máu mừng dư rồi cho ta chút lẻ. Ừ. À, nó chết luôn. Ừ. Cái đụng nó thằng ngộ rồi mình ra đây mình dòm đây cái đụng nó đen không? Ừ. Cái mình lỗi cái đó đen hơn á bà. Ừ. Mà lợi đó là giống nhau. Lợi đó giống nhau, mỗi lần vậy. Lúc mình có cái ma bạch kỳ đó nó hấp dẫn rồi. Nó dụ mà nó. Ok, nhiều hả? Wow. Giống như một cái chữ, chữ cái tháp đó chừng. Tập cái máy qua. Như một cái tháp gì rồi chừng. Ở mà lên, quay cái chùm này. À trời ha. Ờ. Nó hái là được nhiêu rồi? Đựng thùng này không? Mình nhổ vừa anh hái đi còn nước chùm này quá. Chùm này nè, hôm nay nãy giờ không có không biết. Trời ơi. Rồi hai bác được thùng chưa? Không rồi. Thùng này phải không? Chưa mà. Ủa, qua bên kia. Ồ, ồ, này thùng mới phải không? Thử chấm muối ớt ăn đi. Qua quấy chùm này được. Ok. Cái này quá trời nhiều, đi lại chỗ nào cũng mê hết. Mà nhìn cái chỗ khác cũng mê luôn. Cũng như là không biết cái chỗ nào để hái. Ờ, quá trời nè. Anh quay bên đây nè. Anh. Ừ. Bên đây thì thấy nhìn giống như là nó ua. Nó nặng đến nỗi mà nó không có chịu nổi luôn á. Ờ, giống như trái giả luôn á. Này giống trái tim á. À, từ ở trên xuống luôn. Wow, quá trời đẹp. Ngon không? Muối ớt đâu? Chùm nào cũng ngon hết. Đó mình chạy qua vài chỗ, cái đó là chưa mở không? Cũng mở rồi chứ. Cái nào để á? Ờ, cái để nào để cho mình vô hái là nó mở rồi á chứ. Nhưng sao biết tôi lại vậy? Cái này hồi lâu thiệt lâu rồi có vô một lần. Ừ. Ừ. Bên kia bự quá cái. Anh, coi nè.
Ngay dưới gốc luôn ha. Dưới gốc nó coi một cái miếng nhánh nhỏ mà trái đầy luôn à. Wow. Thấy mê không? Coi đây. Thấy nhánh xíu. Nhưng mà thì người nói thì kêu hổ lọt ngay thùng luôn. Hái từ từ về về mình nóng á, mình chạy về cái chảnh là nó vừa. Các bạn thấy chứ, một cây như rất là nhiều trái ha các bạn. Đó, nó trên cao nữa kìa. Rất là nhiều trái luôn. Hồi mấy năm trước mình đi thì hơi trễ. Cho nên người ta hái rồi, cho nên mình phải trèo cái thang. Bây giờ thì không cần anh hả, quá trời dưới đất rồi. Cây này nó hơi lùn nữa không? Dạ. Ở bên đây người ta đang tưới. Ồ anh ơi, cái này nó đen nè. Lật cái lá lên cho mình coi như được. Cái này thì nó hơi đen sẵn hơn một chút. Ở trái kia. Mấy cái trái đầu tiên nó chín rồi. Ồ nó sẵn là nó bị hư. Ừ. Ồ trên đây nè. Trời nắng quá quay nó hơi chá. Wow. Giống như là một tổ ong vậy đó. Quá là nhiều ha. Tổ. Công của người ta hái ra trồng. Mình hái cũng phải kỹ để lọt hết. Để có những cái trái này thì cũng vất vả lắm, bao nhiêu năm mới được cái cây vậy á. Sao mọi người ta hái sạch quá em, sao hái nhiều rác quá ta. Lá, có lá nhìn nó mới giống như là trái tươi. Còn, thấy không? Vô cân lá nó nặng. Nói không rồi. Ồ, coi kìa. Đấy, mấy cái này, trái này bự bự không nè. Nó đứt rồi, lấy ra luôn. Bự quá ha. Nó giòn ha, bởi vì nó tươi nó giòn đó bạn. Còn giống như mình mua ở tiệm thì nó có cái độ mềm khác nhau. Hay là bỏ dạ vô cái tủ lạnh đó. Rồi cái để một thời gian thì nó cũng mềm này không? Dạ, tại vì nó lâu quá. Quá wow, cái này chặt như vậy. Nói chung là nhìn tứ hướng đều có hết. Nhìn lên, nhìn xuống đều có hết. Đau không? Nhưng mà công nhận ở đây mũi quá trời hàng. Các bạn thấy nó bay vòng 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 đi. Bên kia cũng có người ta hái nè. Thì rất là đông người. Không phải là gia đình một công, nó rất là đông người. Người ta chạy xe ngang á. Người ta thấy cái bảng ở ngoài để là cho hái á. Cherry tự hái thì người ta dừng lại cho người vô, ta đổi giá bao nhiêu? Thì cái này thì mình nghĩ chắc từ một tuần hai tuần nữa có thể hết rồi ha. Đúng bây rồi. Giờ thì bắt đầu cũng bắt đầu hồi tuần trước rồi. Cái này nó chín mau lắm, rất là mau. Nếu mà không có ai hái mà qua độ một ngày hai ngày cái nó hư hết rồi. Thì nãy mình cái ông chủ á, ông nói là ông sẽ cho hái thêm một tuần nữa. Từng sau bắt đầu sẽ kêu người tới hái hết luôn để ta bán. Wow, nãy giờ hái mà ít quá ta. Ai cũng đầy thùng hết rồi. Thùng em bự à? Đại thùng này về. Thì mình tìm ở đây nè em ơi, hái đại chỗ này đi. Nó ẩn trong lá nhưng mà thấy bự bự không.
ông nông dân đi ngang hình như cái nào cũng thấy nó bự chứ đen hết á, thấy nguyên chùm luôn. Ôi da, con mũi nó cắn ngay mặt anh. Đâu? Cái này là mượn người ta quánh giùm á nha. Con mũi ở đây quá trời. Bự. Con mũi trời bự. Mình bắt xuống mình cân nó được bao nhiêu pound. Thấy nó ăn cherry không? Chắc nó ăn cherry, nó hút mật cherry bự á. Mấy con mũi đực thì nó... Trời ơi, mũi chích nữa. Mũi nó phát hả, nông dân sao? Cái này. Ồ, cái này. Nhìn ở dưới nhìn lên thấy gì? Bọn nó gần đó lên rồi. Rồi đó. Chút em lần. Rồi, đủ bên rồi. Đây nữa nè. Thôi đủ rồi. Hết đầy luôn nè. Nhiều quá, ăn không hết rồi. Quá trời. Rồi, ở đây nữa nè. Bây giờ mình hái đầy cái đó, giờ nó cứ ngay ở trước mình nó khiêu ngợi. Kêu mình hái nữa, chắc là phải hái thùng nữa quá. Thôi, thùng phải là nhiều lắm rồi, thùng này nhiều quá. Ừ. Rồi, đây. Theo... nhiều lần cũng như là máng vốn mà nông dân hái không rụng hoài thì bây giờ để cho nông dân trổ tài coi. Anh hái biết chừng nào nó đầy. Dở lên coi. Anh hái từ trái mà. Đó. Đầy nữa không? Không anh khỏi hái là anh chỉ phe thôi. Hái thử thôi. À, đúng ra là phải hái như vậy nè các bạn. Hái vậy mà người ta muốn là bảo đảm người ta đuổi việc sớm. Đúng không? Mình hái cho mình thôi. Ngon quá. Quả anh hái được trái đỏ, nó ngọt nha. Dạ, phải vậy mới ngon á. Nhớ hồi năm trước mình hái đen xì đúng không? Cái đó thì nó không để được lâu nhưng mà nó ngọt dữ lắm. Tao hái ăn không hừ hừ hoài vậy, tao không hái cho mình người ta. Nãy anh quay phim anh không ăn được, giờ phải ăn chứ. Nãy mình nói mình vô đây mình ăn nhiều chứ ăn đâu có nhiều đâu. Trục đó. Ừ. Mê hái. Người ta mới biết như vậy đó. Dạ, tâm lý à. Ừ. Chứ mình vô đây mình ăn chừng chục trái, mười mấy trái rồi xong cái nó hết ăn nữa được rồi. Ngán không? Ngán rồi. Chứ mình hái mình mê quá đó, thì mê hái nhiều hơn. Rồi vô rồi mình hái xong cái đầy cái mình đi mình ra tiền. Cái mình trả tiền cái người ta phải đỡ cái công hái nữa không? Dạ, tại vì tính ra ở đây thì $3 một phao cho mà mình tự hái nó vẫn ngon hơn là muốn hái xong rồi phải đi bán nữa các bạn.
đôi khi bỏ mối cũng chưa chắc được 3 đô. Đúng rồi, ông Thulamon mình mấy phì phiêu như thế này ăn mà có mười mấy trái à. Mười mấy trái cũng đâu được một phao ha. Đâu rồi. Ngon á. Nãy giờ em không thấy bỏ thùng cái nào á. Anh ăn thôi chứ, anh đâu có hái mà để bỏ thùng à. Rất là ngon à. Còn chú hái được nhiêu rồi? Mấy thùng rồi. Ủa mấy thùng rồi lại thêm nữa hả? Cái này là hơn gần gần thùng nữa rồi. Nãy giờ có ăn nhiều không? Ủa, ăn nhiều lắm mà. Con hái thùng rồi nè. Mới có 1 thùng á. Trời, quá vậy. Ê, lắc lá, mấy cái lá này bỏ rồi, không có cần uống lắm à. Cái này mình trả tiền lá luôn. Uống không? Cái giờ... gì nhà cũng phải bỏ, thì... bỏ lấy mẹ cho giờ. Đúng rồi, thì nãy giờ cô nói là cái này mình phải cân rồi mình trả tiền lá. Mà lá mình ăn không được, uống mà bà xã con không chịu. Lá bỏ đây nè, để làm phân. Làm phân. Hái lá ta mới biết mình hái tươi cô ơi. Trời. Quá nhiều quá, chắc được nhiêu rồi chắc? 2 thùng hả? Con mà. 2 thùng nào đó. 2 thùng nào? Ờ, nhiều lắm á. Còn cái thùng trắng là 20 phao hơn á. Đó, bây giờ phải vô trong nhà cân nha các bạn. Lầm lên. Không này. Không hả? Ờ. Con vậy thôi hả? 20 pounds minus the bucket, 65. Nói lên 10 đồng có đứa nào? Chắc con mượn chắc tiền nữa. Cái cây ốc chó này 4 năm về trước mình đã quay rồi hả các bạn? Rất là to luôn. Đó, bữa nay thì nó trái rất là nhiều. Đó, bữa nay thì khí hậu ở đây rất là tuyệt vời. Sao là núi non trùng vĩ ha. À, về được chưa? Để bỏ lên mới về. Vô hái mê quá, hái một chút tới tới 60 phao hai mẹ con. Đè xuống coi chừng dập à, đụng ở dưới nó dập à. Thì gia đình mình mua khoảng 4 cái hộp này không? À. Ờ, chị phải tự mua cái loại trắng nữa đó anh. Ờ, cái này chị hái hay là mua ở trong đó? Còn thùng này hồi nãy thằng kia nói mình 40 phao. Ừ, giờ bán nhiêu? Nó sẽ so với cái thằng chủ. Rồi sao? Chủ rồi. Ồ. 40 phao. 40 phao như đó là hả? 40 phao ở đúng đây. Này cũng. Ờ cái đó 40 phao. Này là hai gia đình anh chị này là 40 phao này mua, này không có hái. Hết rồi. Nó là phải run. Run thì có em yên. Chín nó ngọt hơn anh. Ok. Đi xuống đây về ai cũng có một hộp đem về ha. Vui rồi phải không? Có quà. Cô ơi, ở đây chạy đi tốn tiền mà vui hả cô? Sang năm đi nữa hả? Ồ, chú nó muốn sang năm đi nữa rồi. Để sống dài chứ. Dạ đúng rồi. Ăn rồi mới tính sao. Phải không? Không chỗ để đâu. Không chỗ để. Lấy cái thùng này, ký vào cái thùng này nè. Dạ má con cắt xong rồi chồng lên có con tới 3 thùng. Hai. Dạ. Nói chung là ai vô tới đây cũng có để đem về hết. Rất là vui luôn nhiều nữa. Vô hái là mê luôn á. Nếu này hái một hồi nữa chắc là thôi không chỗ để luôn á. Nhất là má mình mê quá không á. Thì gia đình mình thì được 4 thùng này ha.
Là dạ. Một thùng khoảng 20 phao nhiều dạ, không? Dạ, 20 phao nhiều cái hơn. 80 phao. Dạ. 80 phao là 240 đồng. Đúng rồi. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Video quay chat. Bye. Dạ, được không?